Ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, phường Bãi Cháy đã bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra địa bàn, đồng thời tiến hành ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng quán cũng như thông tin đến các tổ dân khu phố. Nếu mà có những cái chúng tôi có thể phát hiện ra những cái tệ nạn đó, chúng tôi sẽ báo trực tiếp cho phường Bãi Cháy để có thể là triệt để không xảy ra những sự việc như thế. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay thì chúng tôi xử lý 16 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp là ăn xin và 13 trường hợp là bán hàng rong. Thì đối với các trường hợp này thì chúng tôi cũng đã đưa về trụ sở ban nhân phường lập biên bản và xử lý theo quy định. Và đến hiện tại thì trên địa bàn phường không ghi nhận trường hợp nào. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hạ Long đã phát hiện 20 trường hợp ăn xin ăn mày, lang thang vô gia cư, đã tiến hành xác minh bàn giao cho cơ sở bảo trợ, các xã phường, huyện thị trong và ngoài địa bàn tỉnh quản lý, giám sát, góp phần đảm bảo trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. Đã nhiều lần đến với Hạ Long, tôi thấy cảnh quan môi trường rất tốt, nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon, không xảy ra tình trạng chặt chém ép giá đối với khách du lịch. Đặc biệt không có hiện tượng ăn xin ăn mày đến xin tiền khách du lịch, tôi cảm thấy rất thích nơi này. Thành phố Hạ Long tiếp tục yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trước thành phố nếu còn để tình trạng ăn xin ăn mày, tâm thần đi lang thang, bán hàng rong trục lợi khách, đeo bám khách tham quan du lịch trên địa bàn quản lý. Thành phố Hạ Long tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện ngăn chặn tình trạng ăn xin ăn mày, tâm thần đi lang thang, bán hàng rong trục lợi, đeo bám khách tham quan du lịch, xây dựng hình ảnh Hạ Long, thành phố du lịch kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.